Wow. Toyota Land Cruiser VX động cơ V8 nhập khẩu từ Mỹ đấy các bạn ạ. Và đây là một mẫu xe được qua sử dụng 2 năm rồi, sản xuất năm 2016. Và trong chương trình này thì mời quý vị và các bạn cùng Duy đi tìm hiểu chiếc xe này nhé. Và đối với cả một mẫu xe đã qua dụng thì có lẽ những cái điểm mà chúng ta quan tâm tới nhiều nhất đó chính là cái chất lượng của những cái chi tiết hay những cái trang bị còn lại sau 2 năm sử dụng sẽ như thế nào. Cụm đèn pha thì phần ốp ở mặt trước của đèn pha thì vẫn còn rất là sáng và vẫn còn mới. Và đèn thì là đèn LED được trang bị toàn bộ rồi, cốt LED, pha LED, giải đèn LED định vị ban ngày ạ. Và đèn sương mù ở dưới cũng là đèn LED luôn ạ. Và phần đầu xe thì như quý vị các bạn thấy thì đây là một cái mẫu xe khá là hầm mố, cho nên là cái phần đầu xe cũng được làm to và cái chiều ngang này khá là rộng. Đây, lưới tản nhiệt dạng 3 thanh ngang, lưới tản nhiệt cũng vỗ và cũng cực kỳ chắc chắn luôn. Những cái thanh nẹp chrome ở đây để làm cái điểm tô cho cái phần đầu xe thôi, không có gì cả. Mời quý vị các bạn tiến tiếp ra phần thân xe. Phần thân xe của mẫu Land Cruiser này thì khá là to, chúng ta thấy to lớn, mặc dù không góc cạnh nhưng mà rất to lớn, cồng kềnh. Phần lốp, phần lốp của xe thì được trang bị cái bộ lốp với cái thông số là 285/60R18, bộ la răng là 18 inch. Với cái bộ la răng 18 inch này để trang bị lên một cái mẫu xe to lớn như thế này ấy, thì thực ra nếu mà để nói về thẩm mỹ thì nó không đẹp, nó không một thẩm mỹ. Nhưng mà để mà xét về công năng sử dụng, khi mà một mẫu xe đi có khả năng đi off-road thì nó lại rất là phù hợp. Nhưng mà với cái thông số lốp như thế này thì nó cũng sẽ là một cái điểm mà không ổn, thật sự là không ổn ở trên một cái mẫu xe to lớn như này. Bởi vì khi mà trang bị như này thì cái trọng tâm nó cao, chúng ta đi trong phố, đi trong đường bằng thì nó sẽ hơi bồng bềnh, tròng trành một chút. Nhưng mà yên tâm là với Land Cruiser thì đi off-road thì các bạn cứ yên tâm là ngồi êm du luôn, rất giống LX570. Và gương chiếu hậu thì cũng được tích hợp xi nhan báo rẽ ở trên gương đây. Mặt gương thì khá to. Tiếp theo thì cũng chỉ là những cái chi tiết mà chúng ta thường thấy ở trên những cái mẫu Toyota thôi. Cũng là những cái đường chrome ở trên tay nắm cửa này, rồi đường nẹp ở phía kéo dài từ cửa trước cho đến cửa sau. Tay nắm cửa thì cũng được trang bị cái nút cảm ứng ở đây để chúng ta có thể để mở khóa cửa và đóng cửa, khóa cửa dễ dàng hơn. Ngoài ra thì cũng không có quá nhiều những cái gì đặc biệt để nói về cái mẫu xe, phần ngang của cái mẫu xe này cả. Đây, các bạn có thể thấy cụm đèn hậu. Cụm đèn hậu là cái điểm mà rất nhiều những cái thế hệ Land Cruiser gần như là đã không thay đổi, chỉ có thay đổi một chút ở cái phần bên trong, tức là được trang bị thêm đèn LED này. Còn đâu cái khối bên ngoài thì nó vẫn to như vậy, nó vẫn có cái kiểu thiết kế xem như nhau. Đây, cũng được nối liền với nhau bởi cái thanh mạ chrome ở đây, có cái dòng chữ Land Cruiser. Và các bạn có thể thấy là VX, đây là cái phiên bản nhập Mỹ, còn bản VR, tôi nhớ nhầm là VR sẽ nhập Trung Đông. V8 đây, động cơ V8 5.7 lít. Ở cái mẫu xe này thì sẽ có một cái phần ở phía sau, gọi là cái này là cái móc trailer. Phần lốp, mặc dù là một mẫu xe cũng khá nhiều tỷ đồng, nhưng mà đây là cái điểm mà tôi rất không thích ở trên những cái mẫu xe Toyota, mà đặc biệt lên tận Land Cruiser rồi mà vẫn để cái lốp dự phòng ở phía dưới này. Khi mà nhìn từ phía sau nó hở ra một đoạn lốp này trông hơi bị thiếu mất thẩm mỹ. Đây, phần cốp. Lẽ tôi sẽ bỏ tấm biển này ra, không là nó bị rơi mất. Phần cốp thì cũng được bọc nỉ thôi. Và khi mà tôi vừa mở cái phần cốp của chiếc xe này ra thì thú thật với các bạn là với cái hàng ghế thứ ba này thì gần như là chủ sở hữu trước đây chưa dùng bao giờ thì đúng hơn. Bởi vì tôi có thấy là được trải một cái lớp da trải sàn kín mít lên đến tận hàng ghế thứ hai luôn, mà tôi vừa mới bóc ra để mở hàng ghế thứ ba ra để thử cho quý vị và các bạn. Chỉ có mỗi không gian để đồ nhất định như này thôi, cũng chỉ để được khoảng cỡ 3 cái vali cỡ cabin. Vâng, một cái mẫu xe với bề ngang lớn như thế này. Phần ghế thì chúng ta có thể gập qua đây, nhưng mà trước khi gập thì các bạn nhớ sử dụng 3 cái thao tác này. Vâng, một mẫu xe khá nhiều tỷ đồng mà sử dụng tới 3 cái thao tác để lật cái hàng ghế này lên. Đấy. Rất may là ở bên trong có cái cơ cấu hỗ trợ, chúng ta không mất nhiều công sức để đẩy lên. Thật ra thì những cái mẫu xe Toyota này luôn luôn cho chúng ta những cái trải nghiệm rất là khác biệt so với cả những cái mẫu xe khác. Bằng chứng là chúng ta sẽ phải sử dụng khá nhiều tới cái sức người.
Thật ra với cái chiều cao của xe lên tới 1945mm thì đương nhiên là một người cao hơn 1m7 và nặng cỡ khoảng 70 kg như tôi thì ngồi vào đây nó cũng không xi nhê gì. Phần đầu cũng còn khoảng 5 phân. Cái phần da và phần ghế của Land Cruiser thì ngồi khá êm. Đầu gối của tôi ngồi thoải mái thì mới bắt đầu chạm vào cái lưng của hàng ghế thứ hai thôi ạ. Lưng của hàng ghế thứ hai thì tôi nghĩ thế này cũng không phải là quá đứng, cũng ở mức đủ vừa phải. Người thứ hai ngồi thoải mái. Chúng ta cũng có cửa gió điều hòa ở đây. Hai cái chỗ để cốc, chỗ khay để đồ này. Và đây, như chúng ta đang thấy thì ở đây còn một cái vị trí để tựa đầu nữa. Và vậy là ở hàng ghế thứ ba này chúng ta có thể ngồi được 3 người à. 3 người thì kể ra hơi chật, nhưng mà 2 người thì rất rộng các bạn ạ. Bây giờ chúng ta cùng lên hàng ghế thứ hai thôi. Ở trên kênh của Auto Daily thì rất nhiều comment của quý vị và các bạn là nhờ Auto Daily đánh giá chiếc Land Cruiser của Toyota. Và ngày hôm nay thì tôi đã cố gắng tìm một chiếc xe đã qua sử dụng để đánh giá về những cái trang bị nội ngoại thất cũng như là những cái tính năng mà Toyota Land Cruiser có được trang bị. Và đây là một mẫu xe sử dụng đã 2 năm rồi. Tất cả các cái chi tiết từ da này, ở ghế này, rồi là da cánh cửa, rồi phần nhôm phay xước được ốp ở trên tay nắm, rồi gỗ ốp ở cửa. Tất cả mọi thứ đều còn khá mới. Ở đây chúng ta cũng có cửa gió điều hòa. Đây, cửa gió điều hòa ở đây. Cửa thì ốp gỗ, nhôm phay xước, rồi mở kính một chạm, 3 vị trí để nước. Vâng, tất cả những vị trí cái này thì nó đều có trên những cái mẫu xe phổ thông rồi. Chúng ta tiến tiếp xuống cái trụ bệ ở giữa này. Cái bệ ở giữa này thì chúng ta cũng có chỉ có duy nhất cái hệ thống điều khiển điều hòa mà thôi. Và cả sưởi ghế nữa. Cũng không có cái gì đặc biệt cả. Mẫu xe cũng có thể nói là khá khá nhiều tỷ. Nhiều tỷ lắm thì cũng không phải là quá nhiều, nhưng mà cũng phải vài tỷ chứ không ít. Ở đây thì cũng chưa có những cái trang bị gì nhiều cả. Thật ra cái giá trị của cái mẫu Land Cruiser này nó nằm ở những cái vị trí khác, ví dụ như là cái khả năng đi đường xấu này, rồi hệ thống treo này, đặc biệt là cái hàng ghế thứ hai này, cái hàng ghế mà nơi những cái ông chủ của mỏ, ông chủ xây dựng, ông chủ thầu, tất cả những ông chủ làm ở những cái lĩnh vực mà cần đi những cái cung đường xấu thường xuyên thì đều rất yêu thích cái hàng ghế này, bởi vì nó rất êm. Nó quá êm, nó cực kỳ êm. Đây, các bạn có thể thấy bệ tỳ tay. Ngay đến bệ tỳ tay cũng chỉ là bệ tỳ tay thôi và cũng không có cái gì cả. Đây, vị trí để chai nước, rất nhiều những vị trí để chai nước và để đồ. Vẫn là những cái thiết kế gần như là không có quá nhiều thay đổi về cái khu vực sắp xếp mảng khối bố cục trên những mẫu Toyota Land Cruiser trước đây. Chỉ có thêm những cái trang bị mà thôi. Vô lăng bọc da kèm được ốp gỗ ở phần trên và phần dưới này. Cầm khá thích tay, đầm. Đây, quý vị các bạn thấy là cái tay mở cửa này cũng được lấy cảm hứng từ những mẫu xe địa hình của Toyota. Ví dụ như chiếc Tundra cũng có cái tay nắm cửa khá to. Mỗi một bàn tay như một người lớn như tôi mà cầm vào đây nó vẫn còn thừa ra một chút cơ mà. Tiếng đóng cửa chắc nịch, đây, đóng lại cho các bạn nghe luôn. Đấy, xe nhập của Toyota khác lắm. Thị trường Mỹ mà, rất khó khăn để Toyota có thể thành công. Nhưng mà Toyota lại rất thành công ở thị trường Mỹ. Vô lăng thì cũng chỉ có những cái phím bấm khá là cơ bản thôi, để điều chỉnh cái đồng hồ trung tâm này, rồi màn hình ở chính giữa, đàm thoại sảnh tay, Bluetooth, rồi chuyển bài, tăng giảm âm lượng. Tất cả những cái đó thì quá là thường ở trên những cái mẫu xe hiện nay rồi. Và đây là Cruise Control, ga tự động. Không có giữ làn, cũng không có cảnh báo lệch làn. Đèn auto tự động, gạt mưa tự động. Và xin thưa quý vị và các bạn là ở chính giữa sau vô lăng là một cái đồng hồ hiển thị, phải nói là cực kỳ rõ ràng luôn. Đấy, tôi có thể cũng gạt gạt chuyển chuyển này cũng giống iPad hết, nhưng mà cái phản hồi nó không được tốt, nó hơi chậm. Và cái màn hình này, màn hình điện dung của thế hệ trước đây nên là cảm ứng nó không được sướng lắm đâu ạ. Ở dưới đây chúng ta có điều hòa tự động hai vùng độc lập. Toyota Land Cruiser 2016 V8 vẫn sử dụng cái thiết kế chuyển động 4 bánh toàn thời gian với cái V-size trung tâm hạn chế trượt Torsion. Những cái núm xoay điều khiển đầu tiên mà Duy muốn chia sẻ với quý vị và các bạn đó chính là cái núm chuyển chế độ 4H và 4L. Tiếp xuống bên dưới
phía bên phải đây chính là nút kích hoạt cái chế độ để chúng ta đi cái đường địa hình gập ghềnh gồ ghề, và ngay bên cạnh chính là cái nút điều khiển chức năng hỗ trợ vào cua, và chức năng này thì sẽ hỗ trợ người lái cua theo thao tác khi mà chúng ta điều khiển xe qua cái khúc cua hẹp, giúp giữ được cái tốc độ của xe và giảm số vòng quay vô lăng cần thiết khi đi qua góc cua hẹp mà các bạn phải đánh vô lăng hết về một phía ấy ạ. Và cái núm xoay tiếp theo ở ngay phía bên dưới chính là các cái chế độ mà chúng ta có thể chọn khi mà đi đường xấu ở trên Toyota Land Cruiser. Còn lại bốn cái phím bấm ở đây chính là các cái tính năng như là khóa vít xe trung tâm này, tắt hệ thống chống trượt này. Vâng, và sau cái khu vực quan trọng nhất của chiếc Toyota Land Cruiser thì mời quý vị các bạn cùng đến với những cái chi tiết. Ví dụ như là được ốp nhôm phay xước ở toàn bộ các cái khu vực từ kéo dài từ trên cái bảng táp lô trung tâm. Đây, được kéo dần từ trên màn hình này xuống đến phía dưới này ạ. À, đây. Đây chúng ta cũng chỉ có vị trí để cốc nước thôi. Và người chủ nhân cũ thì cũng đã rất cẩn thận khi chủ động cắt một cái miếng để lót vào đây để không làm bẩn hay là xước xe. Một mẫu xe được giữ gìn với những cái linh kiện, những cái trang bị lại còn bền bỉ bậc nhất nữa, thì đúng là mọi thứ vẫn còn được giữ gần như nguyên vẹn ạ. Đây chúng ta có hộp để đồ, phần hộp để đồ rất sâu. Tôi sẽ để thử chiếc điện thoại của mình vào đây xem độ sâu của hộp như thế nào. Chiếc điện thoại của tôi thì không vừa, nhưng mà chiếc 6 thường thì chắc chắn là sẽ vừa. Đây chúng ta có một cái bệ tỳ tay khá to. Đi off-road mà ngồi ung dung như thế này mà cao linh khênh, xong rồi để tay vào cái bệ tỳ tay này, ngồi lái này thì cảm giác thì khá là thư giãn, cũng không vất vả lắm đâu ạ. À, chúng ta có bệ tỳ tay ở đây. Đây cũng có một cái chỗ để đồ, nhưng mà chắc là chỉ để vật vật linh tinh thôi, mà để xong mà hất lên như này thì nó lại rơi mất. Đây chúng ta có hộp lạnh để đựng, chỗ này tôi nghĩ có thể đựng được những cái chai nước lớn. Chúng ta bật lên để làm mát. Vâng, đây có khe gió lạnh thổi ra để làm mát. Vậy là chúng ta cũng đã đi một vòng xung quanh chiếc Toyota Land Cruiser. Thật ra thì tôi rất muốn cầm lái mẫu xe này, đặc biệt là trên những cung đường off-road, để thử cái hệ thống vận hành, đặc biệt là những cái khối vận hành này, cho quý vị và các bạn có thể hiểu hết được. Chứ còn khi mà chúng ta nói chuyện với nhau không để giới thiệu thì nó rất khó để cảm nhận. Thật sự là phải hẹn quý vị và các bạn trong một cái dịp gần nhất để tôi có thể mượn được một chiếc xe Toyota Land Cruiser để trải nghiệm ở trên cái cung đường off-road cho quý vị và các bạn cùng trải nghiệm. Và tôi cũng xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Video cũng khá dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Và quý vị và các bạn cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những cái mẫu xe mới, những cái thông tin về xe mới tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.